Nhiều tiền thế vẫn đi bán bô nhục nhỉ <laughs> Là thế nào nhỉ? nói thật với các bạn luôn là từ trước đến nay mình chưa bao giờ mình có một khái niệm là mình là một người nhiều tiền hay là mình chưa bao giờ mình nghĩ mình nhiều tiền cả bởi vì nói thật với các bạn luôn hiện tại bây giờ mình vẫn đang không có tiền và đang rất cần tiền Được chưa? Các bạn biết là năm hết Tết đến rồi và thưởng lương cho anh em này một lúc bây giờ mình phải nuôi 1, 2, 3, 4, 5 anh em Cả mình là 6 Đấy mà còn chưa biết là lấy tiền đâu để thưởng cho anh em là ít nhất là cũng phải có tí rau tí bún chứ đúng không các bạn Làm cả một năm quần quật rồi thì cuối năm thì các anh em cũng chỉ mong là có tí rau tí bún mang về cho mẹ mang về cho vợ thôi Nhưng mà cho đến bây giờ này à, 6 anh em ở shop hiện tại bây giờ vẫn còn đang Ôi rồi hoa mắt chóng mặt không biết là tiền đâu để mà, mà, mà cho anh em cầm tiền về cho mẹ đây nên là anh em nào mà ví dụ như là có yêu quý thì mua bô ủng hộ nhá. Nói thật ra với anh em là bán bô cho anh em này lại đúng cái tình cảm mỏng dính. <laughs> như thế này luôn. Đấy, các bạn có miếng biết cái miếng bò bê mà khi mà người ta thái xong người ta ném xuống dưới đất mà đến con chó táp mà còn không lên nổi là anh em phải biết là nó mỏng đến mức độ như thế nào. Đấy, chưa? Đấy thì cũng chia sẻ với anh em luôn là đói lắm đó nha ừ, đói lắm không có tiền đâu anh em đừng nghĩ mình nhiều tiền làm gì có tiền chẳng qua là mình cố gắng phong bạt như thế này để cho chủ nợ người ta thấy là mình vẫn khỏe người ta lại cho mình vay tiếp thôi người ta không đòi tiền mình thôi chứ thực ra đói lắm rách lắm gấm nát bươm luôn đấy anh em nhá ok thì cảm ơn anh em các bạn nếu như có nhu cầu muốn mua bộ thì cứ kích về trong sổ hàng đặt mua ủng hộ shop nha tân hòa mát máy luôn đặt bao nhiêu có bấy nhiêu nha anh em ok